quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, công an vừa xác định 5 bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng có hành vi hành hạ người khác, trong đó có đối tượng thừa nhận thực hiện hành vi này nhằm làm các trẻ sợ, không quấy phá. Chiều ngày 5 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin ban đầu về vụ việc hành hạ người khác xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng, đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của báo chí về sự việc hành hạ người khác xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng, trong sáng ngày 4 tháng 9, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị, ban ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra xử lý. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, mái ấm Hoa Hồng đang nuôi dưỡng 86 trẻ em, vượt quá số lượng được cấp phép là 47 trẻ, gồm 15 trẻ sơ sinh, 36 trẻ từ 1 đến 2 tuổi, 31 trẻ từ 3 đến 5 tuổi đang theo học tại trường mầm non Sóc Bông ở đường Quán Tre, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, 3 trẻ từ 6 đến 12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Công an đã làm việc với chủ cơ sở là bà Giáp Thị Sông Hương, 50 tuổi, quê Bắc Giang, ngụ quận Gò Vấp và tất cả các nhân viên đang làm việc tại mái ấm Hoa Hồng, đồng thời thu giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan. Qua điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 xác định 5 nhân viên tức bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chỉ hai bảo mẫu có mặt là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, 46 tuổi, quê Đồng Nai và TMN, 61 tuổi, quê Cà Mau. Còn ba bảo mẫu không có mặt là NTQ, 41 tuổi, quê Tiền Giang, DTKL, 46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh và DNT, 47 tuổi, quê Sóc Trăng. Qua làm việc, bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm thừa nhận trong quá trình chăm sóc trẻ em đã nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể các bé. Việc này là nhằm làm các bé sợ, không quấy phá. Công an quận 12 phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân quận 12 thực nghiệm hiện trường. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đủ yếu tố cấu thành tội hành hạ người khác nên ra quyết định tạm giữ để phục vụ điều tra. Tổ công tác của Công an quận 12 cùng Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp cùng Công an các tỉnh đưa ba bảo mẫu còn lại về trụ sở để làm việc. Công an quận 12 đang mở rộng điều tra vụ hành hạ trẻ em và các hành vi khác xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng. Còn theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn trẻ ở mái ấm Hoa Hồng đã được đưa đến những nơi đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng tốt. Cụ thể, 32 trẻ được đưa đến Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, 36 trẻ vào làng Thiếu niên Thủ Đức, 15 trẻ vào làng Trẻ Em Gò Vấp, 2 trẻ được gia đình tiếp nhận và 1 trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Liên quan đến vụ việc bé trai 5 tuổi tử vong bất thường ở điểm giữ trẻ khuyết tật không phép, Ủy ban Nhân dân phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân. Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9, bà DTT, trú tại tổ dân phố 8, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, phản ánh đến cơ quan chức năng về việc con trai bà là HDTK, 5 tuổi, bị bạo hành tại số nhà 57 Trần Nhật Duật, tổ dân phố 7, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi, tỉnh Gia Lai. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ia Kring đã phối hợp với Công an thành phố Pleiku vào cuộc điều tra xác định cháu HDTK là trẻ bị thiểu năng, không nói được, được gia đình gửi nuôi dưỡng tại số nhà 57 Trần Nhật Duật từ tháng 5 năm 2024 đến nay. Theo cơ quan công an, vào lúc 13 giờ ngày 1 tháng 9, cháu HDTK nhập khoa cấp cứu tại Bệnh viện Nhi, tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, môi tím, chi lạnh. Mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử hai bên giãn, phản xạ ánh sáng âm tính, bụng trướng, có vết xước vùng trán. Dù được đội ngũ y bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng đến khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 9 thì cháu K tử vong. Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Ia Kring phối hợp với Công an thành phố Pleiku, Viện Kiểm sát thành phố Pleiku và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Gia Lai xác minh củng cố hồ sơ. Hiện hồ sơ vụ việc đã bàn giao cho đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Pleiku thụ lý. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân trẻ tử vong do bị bạo hành. Đối tượng bạo hành là người của cơ sở giữ trẻ này đã thừa nhận hành vi của mình. Bà Phạm Thị Hồng, sinh năm 1959, chủ cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật cho biết, cơ sở được xây dựng và hoạt động từ năm 2011 đến nay.
trung bình mỗi năm nhận nuôi từ 30 đến hơn 40 cháu. Hiện tại có 32 cháu được gửi nuôi tại đây. Cháu lớn nhất là 26 tuổi, cháu nhỏ nhất là 5 tuổi. Có cháu đã ở với bà 24 năm, có cháu được bà nhận nuôi khi 4 tháng tuổi. Tất cả đều chậm phát triển, thiểu năng, bị đau, tự kỷ. Bà Hồng thừa nhận cơ sở chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định. Hiện Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước tình trạng rất nhiều em học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện, trong đó có em trong tình trạng nguy kịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành họp với các ngành chức năng, bàn xác định nguyên nhân, xử lý, cách phòng ngừa. Vào chiều ngày 3 tháng 9, ông Đặng Xuân Trường, Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị, sở ngành liên quan. Theo báo cáo, những ngày gần đây, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Bộ Công Thương, địa chỉ tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, đã có một số học sinh sống tại ký túc xá của trường có biểu hiện ốm, sốt, đau đầu, đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Trong đó có em VMC, sinh năm 2008, hộ khẩu ở xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ngày 29 tháng 8 có biểu hiện đau bụng, nôn, được nhập viện vào lúc 20 giờ. Sau đó, em C rơi vào tình trạng lơ mơ, hôn mê, được chẩn đoán theo dõi viêm màng não, viêm túi mật, polyp túi mật. Sau đó, em này suy đa tạng, suy tim cấp, viêm cơ tim, tiền lượng rất xấu. Đến 12 giờ 30 ngày 31 tháng 8, gia đình đã xin cho em C về nhà. Hai trường hợp khác cũng ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vào viện có biểu hiện đau bụng, tức ngực, sốt nhẹ, co giật. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu, gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm bạch hầu và viêm màng não. Hiện chưa có kết quả. Sức khỏe của hai em ổn định, tự ăn uống và đi lại được. Đến chiều tối ngày 2 tháng 9, có thêm 10 học sinh khác của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có một vài biểu hiện như sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn cũng đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để theo dõi, điều trị. Test nhanh cúm AB, cả 10 em đều âm tính, không thấy hình ảnh bất thường trên phim chụp X-quang. Các xét nghiệm khác chưa có kết quả. Hiện sức khỏe của 10 em đều ổn định, tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Do chưa có kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp nên hiện ngành y tế chưa xác định được đây có phải là dịch bệnh truyền nhiễm hay không, song các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai kịp thời. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đồng thời theo dõi sức khỏe và chăm sóc các điều kiện sinh hoạt cho học sinh. Trong ngày 3 tháng 9, không phát hiện thêm trường hợp bệnh mới. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở ngành liên quan sớm có các biện pháp hỗ trợ đối với các học sinh đang điều trị để các em và gia đình yên tâm, triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết về phương tiện, nhân lực để giải quyết sự việc. Cơ quan chuyên môn sớm làm rõ các nguyên nhân dẫn đến nhiều học sinh cùng nhập viện, trong đó có việc kiểm tra mẫu thức ăn. Đề nghị trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên lùi ngày nhập học sau một tuần nữa để khi có kết quả xét nghiệm, nếu không phải là bệnh truyền nhiễm thì cho học sinh đi học bình thường. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho em TTDM, 14 tuổi, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, mắc bệnh Whitmore, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đây là ca bệnh nhiễm vi khuẩn ăn thịt người đầu tiên được ghi nhận ở tỉnh Đồng Nai. Theo gia đình bệnh nhân, đầu tháng 8 năm 2024, bệnh nhân nổi hạch ở vùng cổ và được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám. Lúc đầu, bệnh viện chẩn đoán cháu bé bị viêm hạch nên kê thuốc về nhà uống. Tuy nhiên, sau đó tình trạng bệnh nhi vẫn không đỡ, vùng cổ phải xuất hiện áp xe phần mềm. Gia đình đưa bệnh nhi vào bệnh viện mổ lấy hạch, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Đến cuối tháng 8 năm 2024, kết quả xét nghiệm của cả 3 bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh đều cho thấy bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Bệnh viện Nhi Đồng Nai cho biết bệnh nhân nhiễm bệnh từ cộng đồng, có thể từ môi trường đất. Sau thời gian điều trị, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định, chờ điều trị đủ liều kháng sinh thì có thể xuất viện. Bệnh viện đã bố trí cho bệnh nhi điều trị tại khu cách ly riêng, hạn chế thăm nuôi để tránh lây nhiễm. Sau khi ghi nhận ca bệnh Whitmore đầu tiên, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Y tế huyện Xuân Lộc phương án phòng ngừa, tiến hành phun khử khuẩn trong nhà, xung quanh nhà bệnh nhi, đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe. Được biết, bệnh Whitmore, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người, là một bệnh lý nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Bệnh có tỷ lệ tử vong trên 30%, nhất là các trường hợp sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi nặng.
Bệnh thường xâm nhập vào cơ thể người qua da bị chảy xước. Những người thường xuyên tiếp xúc với đất và nước bị nhiễm vi khuẩn nhưng không sử dụng bảo hộ lao động, nguy cơ cao mắc bệnh này. Bệnh Whitmore vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Biện pháp phòng người hiệu quả nhất là tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nguồn nước bị nhiễm khuẩn bằng cách sử dụng đồ bảo hộ lao động như mang găng tay, đi ủng.